Tết đến khi mọi nhà vui với niềm vui sum họp thì cũng là thời điểm cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội 22 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đóng quân tại tỉnh Quảng Trị vẫn vững vàng tay súng, tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo vệ bình yên cho vùng biển đảo của Tổ quốc. Hải đội 202 được giao quản lý vùng biển từ phía nam huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đến phía Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định, một phần phía bắc quần đảo Trường Sa và toàn bộ khu vực quần đảo Hoàng Sa. Gánh vác trọng trách cao cả của Đảng và Nhà nước giao phó, tất cả các cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh. Sẵn sàng chiến đấu thì việc đầu tiên đó là về duy trì quân số trực có thể thực hiện nhiệm vụ đột xuất trong bất cứ lúc nào. Hai đó là về tình trạng vũ khí móc thì luôn duy trì tốt các cái hệ thống máy móc ở trên tàu để đảm bảo khi ra bến thì tàu sẽ đảm bảo được là tình trạng vũ khí móc tốt nhất. Lần đầu tiên đón Tết xa nhà nhưng chiến sĩ Phan Quốc Trung quê ở Quảng Nam cũng tràn đầy niềm vui và hào hứng. Sự quan tâm giúp đỡ và động viên kịp thời của các cấp chỉ huy và cán bộ trong đơn vị nên dù ăn Tết xa quê nhưng mà em cũng rất là vui và ấm cúng. Bên cạnh việc chăm lo Tết cho các cán bộ chiến sĩ của đơn vị trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, nhằm chia sẻ khó khăn với những ngư dân bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, Hải đội 202 cũng đã tổ chức thăm hỗ trợ tiền mặt và quà tặng, qua đó giúp người dân có thêm điều kiện vui xuân đón Tết đầm ấm hơn, góp phần thắt chặt mối quan hệ kháng khích giữa quân và dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.